Nếu bạn chưa từng coi phim hoạt hình thì coi như là bạn không có tuổi thơ rồi đó. Ủa rồi nói vậy có quá đáng lắm không ta? Chứ mình thấy là đa số ai tuổi thơ cũng coi phim hoạt hình hết nha. Riêng tôi là ngày xưa tôi ghiền nhất là Doraemon nè, Pokemon nè, hoặc là những phim hoạt hình mà liên quan đến công chúa. U là trời, tôi có thể mất ăn mất ngủ bởi vì vẻ đẹp của những nàng công chúa ở trong phim. Để thỏa lòng mong ước thì video của ngày hôm nay sẽ là nhẫn loại kẹo liên quan đến phim hoạt hình. Khởi động cho những loại kẹo trong ngày hôm nay chính là kẹo của Disney nè mọi người. Nhìn trên bìa này là mọi người thấy Bạch Tuyết nè, Lọ Lem nè, công chúa ngủ trong rừng, còn có người đẹp và quái vật nữa đó. Thấy ghê không? Tôi cày phim đến nỗi bây giờ nhìn mặt là tôi đoán được hết. Mà đúng là kẹo công chúa nha. Ăn cái viên kẹo này xong là bạn có thể trở thành công chúa ngay lập tức bằng cách là đi làm nail và mang một viên ngọc quý vào trên tay. Đó đó, mọi người thấy không? Tôi nói đâu có sai đâu. Ăn kẹo mà được những hột xoàn luôn đó mọi người, mà còn là viên ngọc ruby màu đỏ nữa chứ. Còn đây là cái gì ư? Đây không phải là hình dáng để dán vào tập đâu nha, bởi vì nó quá là nhỏ. Đây chính là những cái đồ dán móng tay đó mọi người. Rồi bây giờ tới đây mấy bà nhìn cho tôi, mấy bà nhìn cho tôi giùm cái vấn đề này. Cái cây kẹo ở trên hình với cây kẹo thực tế nó có giống gì nhau hay không? Còn đây chính là cận cảnh của viên nhẫn hột xoàn lúc nãy đây, và cả cái bộ neo mà tôi ngồi dán nãy giờ nữa. Bởi nhiều khi không thể đánh giá được một cuốn sách qua một cái bìa, không thể nào mà nghĩ người ta ghiền kẹo bởi vì người ta mua kẹo. Biết đâu người ta ghiền làm đẹp mà người ta mua kẹo thì sao? Nhìn nó đơn giản như vậy thôi nhưng mà tuổi thơ của tôi đã bị ngốn hết biết bao nhiêu tiền vào những cái thể loại kẹo như thế này. Mà nghĩ lại thấy vui ghê luôn á mọi người. Ngày xưa 10 ngón tay của mình là mang kính hết 10 chiếc nhẫn luôn nha, xanh đỏ tím vàng này nọ là có đủ hết. Nhiều khi còn tưởng là mình giàu nhất xóm cơ bởi vì mình nhiều hột xoàn và nhiều vàng nhất mà. Còn cái kẹo này thì ăn không ngon tí nào đâu. Tiếp theo chính là một em kẹo Doraemon, kẹo gum nha mọi người. Em này thì có hương cam nè, và bên trong thì nó có ba gói như thế này. Rồi không biết mở mấy gói kẹo này ra sẽ có cái gì ở bên trong, không biết là có bảo bối thần kỳ gì hay không nữa. Nhưng mà bước đầu là tôi thấy cái bao bì nó bắt mắt lắm luôn á mọi người, kiểu như ai là fan của Doraemon thế nào cũng bị dính cái kẹo này cho coi, không chạy đi đâu được. Bên trong mỗi cái gói kẹo như thế này thì có một cái hình xăm Doraemon và một cái viên kẹo gum có hương cam như thế này nè. Bởi ta nói nhiều khi tuổi thơ dữ dội ghê luôn á mọi người, lúc thì là bà trùm nhẫn hột xoàn, còn lúc thì là chị đại xăm trổ khắp người những cái hình Doraemon, những cái hình siêu nhân. Cách mà để có một cái em hình xăm thật là ngầu lên trên da thì chỉ cần áp cái miếng này lên, sau đó thì lấy cái nước và vỗ nhẹ lên trên cái hình dáng như thế này. Đợi khoảng 10 cho đến 15 giây thì các bạn chuẩn bị xem điều bất ngờ nè. U là đất, dễ thương cute for me que quá sức luôn đó mọi người. Cái hình xăm giả như vậy thôi nhưng mà nó bám hơi bị lâu luôn đó nha. Lát chiều mà mình đi tắm mình kỳ mãi nó mới ra đó, chứ không phải là nó dễ bong ra đâu. Em kẹo gum thì mềm mềm, dẻo dẻo, ngọt ngọt, có hương cam. Ngồi thổi bong bóng một hồi cũng chán rồi, mình chuyển qua chơi kẹo Pokemon nha. Phim hoạt hình Pokemon thì tôi cũng có xem nhưng mà không có xem từ đầu cho đến cuối, nhưng mà tôi đoán chắc rằng cái phim này thì mấy ông con trai ghiền hơn là mấy bà con gái. Mới cầm cái bao bì lên thôi là thấy quá dễ thương luôn rồi. Cái này là mình sưu tập á mọi người, sưu tập sắm ngay chọn bộ 24 Pokemon. Không biết Pokemon của mình nhận được trong ngày hôm nay là cái gì đây. Bên trong thì có hai viên kẹo gum và có thêm một cái thẻ tròn tròn như thế này nè, chứ không có được hình quả cầu nha, nó chỉ được có miếng nhựa hình tròn như thế này thôi. Cái hình của con Pokemon này là tôi chưa từng xem cái tập phim nào mà có con này luôn á mọi người, cho nên là cũng không có quá thích đâu. Còn bây giờ thì mình thưởng thức cái kẹo gum của mình trong ngày hôm nay nè. Kẹo gum này thì có vị dâu nha, và một cái gói như thế này thì chỉ có hai gói kẹo gum thôi. Điều mà tôi cực kỳ ghét khi mà ăn kẹo gum đó chính là mở cái bọc ra nó có bị dính á mọi người, kẹo nó cứ bị dính vào cái bọc thôi, rất là khó gỡ. Mà mọi người biết không, lâu quá rồi mình không có thổi bong bóng kẹo gum như thế này đó mọi người, đến khi mà ăn mà thổi lại mình quên mất cách thổi luôn, phải ngồi học 10 cho đến 15 phút đồng hồ mới nhớ lại, não của mình nó mới lôi những cái quá khứ từ ngày xưa quay trở lại thì mình mới biết thổi. Và đó chính là ba loại kẹo hoạt hình mà mình vừa trải nghiệm cho thời gian vừa qua. Mọi người thích nhất là loại kẹo nào hãy để lại dưới phần bình luận nha. Xem đến đây rồi đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất.